Sam Sơn đã nổi nóng. Pha va chạm giữa Sam Sơn và Văn Nam. Hành động không thể chấp nhận của Sam Sơn. Chắc chắn là sẽ có thẻ. Vừa rồi thì trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư cũng đã dính trường trong một tình huống va chạm. Ban tổ chức đã phải nhắc khán giả rất bình tĩnh. Đó thật sự là hành động sẽ gây ra những quá khích nơi khán giả. Văn Nam đã chơi tiểu xảo, Sam Sơn ngã. Tiếp một tiểu xảo nữa của Văn Nam. Sau đó là một tình huống bỏ bóng đá người của Sam Sơn. Đồng Đức Thắng là người đã lao vào để cà khịa với Sam Sơn.